Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong clip ngày hôm nay thì Khai sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi là cái khách hàng khi mà họ phun xăm xong rồi thì họ có xài được cái tiếp dưỡng Nuwhite L1A. Cái tiếp dưỡng này nhiệm vụ nó là gì ạ? Khử thâm và làm hồng cái vùng môi ha. Thì trước khi mà Khang trả lời cái câu hỏi thì Khang muốn phân biệt cho bạn hai phương pháp và sự khác biệt giữa phun môi và cái công nghệ thay da sinh học mà cái tiếp dưỡng Nuwhite L1A này nó hướng đến ha. Thì đầu tiên đó là phun môi á, đó hay còn gọi là phun xăm thẩm mỹ đó các bạn, nghĩa là mình dùng cái màu và mình đưa vào cái vùng môi để giúp khử thâm và mang lại cái màu sắc cho cái vùng môi ha. Thì đối với lại những cái phương pháp mà phun xăm thẩm mỹ này mới nhất thì sẽ giúp được cho cái môi nó hồng lên hoặc là nó tươi hơn và có cái màu sắc mà khách hàng mong muốn hướng đến nha các bạn. Dĩ nhiên là sẽ phụ thuộc vào cái tay nghề của người thợ phun xăm đó có lành nghề hay không và cái loại mực mà họ sử dụng trong cái quá trình phun xăm đó các bạn ha. Bên cạnh đó thì cái tiếp Nuwhite L1A này thì nó sẽ giúp khử thâm và làm hồng cái vùng môi bằng cái cách là thay da sinh học, có nghĩa là nó kích thích cái quá trình tái tạo cái làn da và mang đi, loại bỏ đi cái màu sắc tối màu, màu thâm, thâm tím nha chẳng hạn đó, cho cái vùng môi và từ đó mang lại cái độ hồng tự nhiên cho cái làn môi đó, cho cái cơ địa của mỗi người. Nên là khi mà sử dụng cái tiếp này các bạn sẽ thấy được là cái người sử dụng nó có những cái màu khác nhau, cái màu hồng khác nhau, nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ địa của mỗi người nha các bạn. Thì cái hai cái phương pháp rõ ràng là nó khác nhau như vậy. Vậy thì cái trường hợp nào người phun môi có thể sử dụng cái tiếp Nuwhite L1A này? Thì điều đầu tiên mình có thể nói là thứ nhất là có thể là nam giới hoặc là những chị em mà không thích cái màu phun xăm thì có thể hướng đến việc sử dụng cái sản phẩm này để giúp cho cái làn môi mình nó tự nhiên nhất, nó có cái màu tối ưu nhất cho cái làn da của mình để mà mang lại cái sắc diện tươi, tươi sáng thôi các bạn ha. Tuy nhiên nó sẽ không có màu sắc tươi thật sự như là cái màu phun môi đâu các bạn. Có thể là buổi sáng các bạn khi ngủ dậy thì môi mình sẽ rất là tươi, ban ngày buổi tối, chiều tối thì khi mình mệt thì cơ thể mình nó mệt á thì cái màu môi nó cũng sẽ tối đi hoặc là hơi tím tái chút xíu ha các bạn ha. Cái điều đó là điều hoàn toàn rất là bình thường nha. Nhưng một số người đã dùng phun xăm rồi muốn dùng cái tiếp này được không ạ? Câu trả lời là được nha các bạn. Và trong trường hợp nào mình nên dùng, có nghĩa là khi mà mình đã phun xăm lâu rồi và cái màu môi hiện tại nó không có đều màu thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này để gì ạ? Để giúp cân bằng lại cái màu môi, mang lại cái màu sắc tự nhiên cho cơ địa của mình. Và sau đó nếu mình thích đi phun xăm thì mình cứ đi phun xăm lại. Cái trường hợp thứ hai đó là khách hàng khi mà phun xăm rồi nhưng mà cái màu nó quá đậm hoặc là cái màu đó thật sự không phải là cái màu mà khách hàng thích, sau đó khách hàng muốn đổi một cái màu khác thì có thể dùng cái sản phẩm này để bóc tách lấy đi những cái màu phun xăm cũ đó, và mang lại một cái làn môi cũng tương tự như vậy là tươi mới, và sau đó khách hàng có thể chọn một cái màu khác để khách hàng phun xăm lên hoặc là để nguyên cái màu môi sau khi đã dùng cái tiếp này. Các bạn nắm ý chưa? Nên là ở đây là phun xăm xong hoàn toàn có thể dùng cái tiếp này, nhưng mà phải nói trước cho khách hàng là nó sẽ lấy đi cái màu hiện tại của cái màu phun môi ha. Và một số cái lưu ý mà mình muốn dặn cho khách hàng khi mà sử dụng cái L1A luôn các bạn ha, của cái tiếp Nuwhite L1A giúp khử thâm và làm hồng môi. Có nghĩa là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì do quá trình tái tạo và nó sẽ tái tạo cái vùng môi thì mình sẽ không dùng kèm những cái loại son khác đó, không là đặc biệt là những loại son lì có chứa thành phần chì nọ nè là rất là nguy hiểm, mình không nên dùng. Tại sao ạ? Tại vì khi mà mình đang tái tạo cái môi mình nó ra cái làn môi mới mà mình dùng thêm một cái son mà có chứa chì nọ vô, nó sẽ làm cái môi mình tối màu hơn ha. Nên là khi mà quá trình sử dụng các bạn thấy nó căng quá, khô quá thì các bạn dùng thêm Vaseline dưỡng ẩm thôi nha các bạn, không dùng thêm bất kỳ một loại son dưỡng nào khác hoặc là son có chứa chì ha. Và thời điểm dùng thì có thể là chúng ta sẽ dùng sau khi mà chúng ta ăn hoặc là sau khi uống nước vào buổi tối trước khi đi ngủ, và mình dùng một cái lượng vừa đủ ha, và theo cái hướng dẫn sử dụng của cái sản phẩm L1A này luôn. Và một cái lưu ý rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này trong quá trình bong chóc thì các bạn tuyệt đối không dùng tay để mà lột cái lớp da nó đang bong chóc ra ha. Tại vì cái làn da bên dưới á, nó có thể là da non và nó chưa thật sự hoàn thiện, thì khi các bạn tác động lực vô nó sẽ dẫn đến cái việc là cái da non nó bong chóc quá sớm, nó dẫn đến cái việc là ánh sáng mặt trời vô, ánh đèn vô nó sẽ làm cái màu da môi nó sẽ không được đồng bộ cũng như là nó không được tươi nhất có thể ha, nó có thể phản tác dụng, nó sẽ trở thành tối hơn đó các bạn ha. Nên là các bạn lưu ý những cái vấn đề khi mà sử dụng cái tiếp Nuwhite L1A nha.
Rồi nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào liên quan đến cái sản phẩm Nuwhite cũng như cái công nghệ thay da sinh học thì có thể liên hệ với Khang, thì bên Khang chuyển giao cái công nghệ thay da sinh học cho các spa là hoàn toàn miễn phí, cũng như là tụi mình có phân phối những cái dòng sản phẩm liên quan đến cái tiếp dưỡng, thì các khách hàng lẻ, người tiêu dùng có thể liên hệ tụi mình để mà tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là trả lời các thắc mắc của các bạn. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.